vị khán giả đang đến với vòng 2. Vòng này chúng ta có tên là ô chữ độc quyền. Vòng 2 ô chữ độc quyền. Vòng 2 có 3 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 14 ô chữ. Mỗi đội được mua tối đa 3 ô chữ, tối thiểu 1 ô chữ. Mỗi ô chữ trị giá 1 triệu đồng. Đội chơi chỉ được thấy ô chữ mình đã mua. Hai đội được quyền mua bán ô chữ của nhau. Sau gợi ý, đội chơi gõ chiên để mua quyền trả lời. Mua mỗi lần trả lời giá 2 triệu đồng. Mỗi đáp án trùng khớp được thưởng 20 triệu đồng. Sau một lượt, nếu cả hai đội chưa có đáp án trùng khớp thì sẽ mở lượt bảng thứ hai. Nếu cả hai đội đều không có đáp án thì đáp án sẽ được công bố. Sau vòng này, đội nào còn tổng số tiền cao hơn sẽ chiến thắng, bước vào vòng 3. Chúng ta sẽ đến với câu số 1. Mời ô chữ. Đội thua được quyền mua trước. Đúng rồi. Em sẽ lấy A1, A6 và B1. A1, A6, B1. Mất 3 triệu đó. Bên này, sao? A2 đi. A2, A3. Ừ, giá giống như cũ mà. Thấy A2, A3, ok. Thêm một câu nữa là B8. A2, A3, B6. Ok. Là mới. A2, A3, B6. Gợi ý. Câu ca dao phê phán thái độ xem trọng người giàu và khinh người nghèo có nhắc đến một học vị thời xưa. Mở ô chữ. À, trời ơi, em biết câu này nhưng em không biết chính xác. Anh nói cho em nghe đi, nói nhỏ mình em thôi. Nè, không mấy bây giờ mình sử dụng quyền trả lời miễn phí đi. Trả lời sai thôi, không tốn tiền. Không, thực ra em cũng chưa chắc chắn lắm. Mua đi, mua lại bên kia đi. A2, mua lại đi, mua cái này đi, mua cái này á. Có mua không vậy, okay. Có mua không vậy, không, không bán mua à? Anh ơi. Bên không mua. À, bên kia mua gì bên đây không? Có mua không, để em bán cho này, em bán rẻ lắm. Em không biết mà em cũng không mua luôn rồi sao anh? Không mua thôi. Mua thôi. Em hai đội mua đứa. Mỗi đội anh sẽ phát cho cái chiếu trải nằm ngủ. Thôi em nói nè, mua đi. Đúng bên rồi, này. Bây giờ 3 ô của em nhá. Em nói cho biết 3 ô của em hiện tại bây giờ đang là chiếm những vị trí đắt giá nhất. Nè, bên em có A2, A3 được phải không? Quận 1. A1 đi. Đúng. Quận 1, vị trí quận 1 là thuận lợi A1 nhất. A1 bán nhiều. 3 triệu. Chốt giá nhanh luôn. Chốt giá này. Mua đi tí tí. Mua A1. Yeah. Nói cho em biết giá 3 triệu là cái giá rẻ mà trong cái sàn đấu. Trời ơi anh bảo. Mình ngốc rồi anh ạ. A1. Mở bên kia. Đây là cái giá rẻ nhất từ nào tới giờ người ta bán đây em ạ. Vậy luôn hả anh? Tụi em không biết, tụi em bán vậy là mắc chứ. Mình phải lên giá anh 10 triệu. Mình muốn mua thêm. À không, anh chú. Nếu bây giờ anh được mua thêm. Mua thêm một chữ nữa. A6, A6, ui, bán không? Giàu kia. A6 hả? Bán. Bán 7 triệu. Mày... em mua luôn. 7 triệu kìa. Mua luôn đúng không? Mua luôn. Yes. Mua luôn. Nhưng chưa giao dịch thành công. Được rồi. Trời ơi, đàn ông yeah, trời ơi, mình giàu rồi. Ôi, mình, đây, em ơi, chưa gì mình đã bán được 10 triệu đấy. Yeah. Ủa em ơi, cuối cùng bên em còn có con O1 vậy thôi. Không sao, yeah, không em đã có tất cả trong đầu rồi. Gì hả? Ghi nhớ hết rồi. Rồi, bên kia mua quá trời rồi đó. Bây giờ mình bán được chưa? Bán được không giờ? Bán được chưa? Vẫn chưa đón được. Vậy thôi, bây giờ anh sẽ mở lượng bán. Các em thân mến, mỗi nhà là có thể mua thêm 3 lô đất nền. Dạ. Yeah. Bên này mua trước. Tí tiền. Cho em B3, B4. Em A4, đã... B3, B4. Rồi, ok. Chốt. Bên đây, muốn mua nào không? Cái này đi. Wow. Anh thấy cũng ngờ. Cái này nhớ nhớ. Đây nè, hai từ này mới hai từ mấu chốt này. Thì mua đi. Mua hai từ đấy với mua từ này nhớ. Cứ chơi thôi. Ok, bên em sẽ chọn B2, B7, B8. Okay. B2, B7, B8. Mở ô chữ. Mất thêm 3 triệu. Đấy, trời ơi. Em muốn mua ô B3. Kìa, B3. B3 hả? Bán liền cho anh. B3 hả? Bán 15 triệu. Giữ xài đi anh. Giữ xài. Không thèm luôn á. Nè, nãy người ta mua mình bán mình 7 triệu, giờ bán lại 7 triệu thôi. Bán lại 8 triệu. Mình ăn lời chứ. Này, bây giờ em có tin anh không? Em tin anh. 8 triệu cũng được. Giờ mình sẽ chơi được ăn cả ngã về không nhá. Vâng, mất luôn. Thôi bây giờ nếu mà còn 8 triệu. Cả game bán không? B3. Thực ra là bên em cũng biết rồi, nhưng bên em chỉ phân vân đúng cái ô. Đúng câu đấy mình rồi. Mua đi cho chắc cú. Dạ. 8 triệu. 8 triệu bán. Dạ. Bán không? 8 triệu kìa. 9 triệu á. Ai biểu mua liền. Bán cá hàng giống như là bán cá vậy, lên giá quá trời. Ở ngoài chợ mà không mua liền là đã lên giá cả triệu, đúng không? Sao bây giờ bên kia Nam Phụ? B4. Bên B4 á. B4 hả? B4 10 triệu. Mệt quá, lên giá hoài luôn á. Này ông này như cả bạn nhà bạn bánh trái nhỉ. Có cái dấu lật mặt biết là hồi nãy các em bán 2 ô bên đây được 10 triệu. Giờ mình ờ giờ trả lại không có sao. Đâu có mất mát gì đâu. Được, lấy 10 triệu nhá. Ok. Ok. Bọn em mua B4. B4 10 triệu. Bán. Điều. Mở bên đây. Cái gì đó? Em biết rồi, anh lên là mình về đúng không? Mình về đúng không? Mình đâu có mất gì. Mình đâu có mất gì đâu.
Anh tin em nhá. Yep. Rồi, đánh cả nhà cả cửa, cả nhà cả cửa nhá. Đánh chiêng. Trời đất ơi, mua gì nhiều quá vậy? 2 triệu. 2 triệu. Anh tin em đấy. Em anh tin em đi. Rồi, đọc. 2 3. Chào. Đọc đi anh. Ủa, anh tưởng em đọc. Ủa, gì kỳ vậy? Em đang đỡ anh đọc. Tập trung cho nghe này nha. Câu này sẽ này, câu này sẽ là lúc khó thì chẳng ai nhìn. Ôi từ từ, cho em phân vân lại 3 giây không? Đúng rồi. Vậy hả? Anh nói xong rồi cái em bị vậy luôn á. Bán ra mà. Kia chú ý nghe nha, Titi. Em lại tin anh nhá. Em lại tin anh đấy. Đọc nha. Lúc khó thì chẳng ai nhìn, đến khi cáo trạng mấy nghìn anh em. Chốt không? Chốt ạ. Đúng rồi, phải quyết tâm vậy đó anh. Quyết tâm vậy đó. Lúc khó. Dạ, lúc khó, lúc khó. Lúc khó thì chẳng ai nhìn, đến khi cáo trạng mấy nghìn anh em. Đây là đáp án. Không chính xác. Trời. Yeah. Sai ở đâu ta? Mình nắm được đúng không? Dạ, nắm được rồi đúng không? Dạ, nắm được rồi. Đánh chiên không? Đánh không rồi, chơi luôn. Sai ở đâu ta? Mất 10 triệu. Đánh chiên. Mình nãy mình què vốn đúng không? Nếu không dùng quyền miễn phí đi. Được không? Bây giờ mình... dùng quyền trả lời miễn phí đi. Ừ, miễn phí cũng được. Không, bây giờ mình tốn 2 triệu tại vì tiền mình nhiều hơn bên kia mà. Trời ơi, nhiều lắm á, mình tốn 6 triệu. Hơn. Thì đằng nào mình gõ 2 triệu, đúng không? Mình giờ gõ 2 triệu, mình trả lời sai cái mình không có bị mất quyền miễn phí. Nhưng mà câu tiếp theo thì nó khó thì mình mình dùng cái này, ok chưa? Rồi, tùy em. Mình giàu mà. Mình giàu mà. Ô bên này bên kia họ có 2 triệu. Bên kia tập trung nghe lại nha. Em nhớ nè, đọc cho. Anh nhớ hai cái này không? Nhớ hai cái đầu tiên không? Cái này là gì quên rồi, em. Trời ơi, sao vậy? Lúc... bây giờ em nhớ nè, em đọc nha. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn. Trời ơi. Đến khi đổ trạng mấy nghìn anh em. Chốt chưa? Giờ đâu mình đâu còn lựa chọn nữa. Chốt. 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 Đây là đáp án. Sai. Sai. Ô cái ba là bên kia mua đúng không? Tức là đến khi đỗ trạng. Lúc sao có đáp án không? Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, câu đầu tiên đúng luôn. Đúng. Đến khi đỗ trạng. Chữ này nè, em biết rồi. Cái này là hồi nãy bên kia bảo là nhìn đúng không? Em biết rồi. Nguyên câu chưa? Vậy tốn 2 triệu nữa nè. Từ từ bình tĩnh. Bên đây có câu trả lời hay không cái đã? Nếu không có thì tới khi mình trả lời nha. Cái này không phải chữ mấy. Sao? Bây giờ có đáp án không? Đại đi. Okay. Em nghĩ là sai đây nè. Đến khi đỗ trạng. Thôi đừng. 2.000 đấy em. Hay này dùng quyền miễn phí. Tới giờ lấy tiền rồi, tới giờ lấy tiền rồi. Nhanh đi. Miễn phí nhá. Miễn phí đi. Rồi bây giờ giơ lên. Dùng đi. Đang. Trả lời miễn phí ạ. Ơ nhưng sao lại trả lời miễn phí nhanh vậy? Trả lời miễn phí. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn đến khi đỗ trạng. Nhưng mà vấn đề là mấy nghìn anh em bây giờ mới là căng này. Hai, 5.000 hay là 10.000. Thì bây giờ lên đánh chi miễn phí rồi đó. Cứ trả lời đi, đâu có mất tiền đâu sợ. Được nhá, con số từ 1 đến 5 em chọn đi. Hay 10.000 anh em nhỉ? 10.000 anh em. 10.000. Trời luôn đi, cái hào phóng. 500 anh em à? 500 anh em. 500 anh em. Lúc nghèo thì chẳng đánh ai chi. Nhìn. Hồi nãy bên kia người ta kêu là nghìn rồi anh. Nghìn là đúng rồi, nhưng mà đây là mấy nghìn đấy chứ. 5.000 đi. 5.000. 5.000 nhá. Miễn phí. 5.000 nhá. Từ từ. Ai nhìn? Ai nhìn? Ai nhìn? À nhìn rồi. Rồi, 5 nào. Hay 2.000 anh em nhỉ? Ai nhìn với 2.000 phần đôi đấy. Ai nhìn? Nhanh. Chơi luôn. 2.000 nhá. Chơi. 2.000. Tin các cụ. Tin các cụ vậy. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đỗ trạng 10.000 anh em. Đúng không? Chốt ạ. 10.000 nè. Lâu thiệt lâu mới chốt được cái số 10. Đây là đáp án. Sai em nha. Mới nhìn ta. Bên đây nguyên đi không? Miễn phí không? Dùng miễn phí không? Mà miễn phí hay là gõ nhờ? Mình còn cái miễn phí đó. Hay 5.000 đi em. Sử dụng đi. Thôi mình sử dụng miễn phí đi. Hay 2.000. Rồi cho em sử dụng. Đúng rồi. Em sử dụng miễn phí lên gõ luôn. Dùng nguyên gì? 3.000. Trả lời miễn phí hả? Miễn phí. Trả lời miễn phí. Bên kia im lặng. Đây. Vẫn phải đánh chứ. Ủa hay lấy ta? Kìa. Đọc nào. Coi anh Ti này. Lúc nghèo thì chẳng ai nhìn, đến khi đổ trạng 500 anh em. 9.000 anh em. 9.000, tại sao em nghĩ là con số 9? Tại em thấy nhìn nghìn, vậy em nghĩ là 9 thì nó dần. In. Bên kia ta 10.000 là sai rồi. Chốt không? Chốt.
trạng nguyên mà phải 10.000 anh em chứ. Em vẫn là 5.000 anh em. Trời ơi, đi làm trạng nguyên thì mình có 9.000 anh em vậy. Tự nhiên quy định 9.000 anh em không được. Đúng rồi. Nghe nó lẻ anh. Lẻ phải không? Ca dao thì mà nó nghe nó lẻ dữ. À, mình... Đây là đáp án chính xác. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, quá tuyệt vời. Hay là 10.000 nó cũng chỉ là một cái con số mà người ta tượng trưng thôi. Không, thật ra là bình thường nghèo không ai ngó tới trơn tội á. Tự nhiên lúc mà giàu có đổ đạt thành danh, thiên hạ đâu ào ào tới nhận anh em bà con quá trời. Cho nên 9.000 nó đi với cái phần in in in. Kìa em Thảo phân tích đúng. Ôi xét 20 triệu. Wow. Thảo giỏi quá Thảo ơi. Thu thuyết phục đó. Đâu rồi. Khúc này thuyết phục nè. Lại giàu. Lại giàu. Số giàu. Câu số 2. Mời ô chữ. Vẫn ưu tiên cho Nam Phụng. Chọn mua đất nền trước. Còn em vẫn sẽ lại mua như vừa nãy. Anh ơi mình đổi đi được không? Không cái gì. A1 nè. A3. A3 đi. Thế vì A6 thì mình nếu mà mình chọn một trong hai ô này thì mình sẽ đoán được ô kia. À ok vậy rồi. Thôi. A1, A6, B. Em đúng rồi. Không, B6 mình đoán được mà. À, A1, okay. A6 thôi. A1, A6, B1. B1. A1, A6, B1. Mua y như vừa nãy luôn. Tí này sao em? A2, B6, B2. A2, B6, B2. Gợi ý nha. Mời các em nghe bài hát sau đây. Ồ. Rằng có biết, biết hay không. Đây, bài cò lả. Quen quá đúng không? Bài này xưa mày hát luôn hoài. Cò lả. Câu ca dao này là ý tưởng của bài hát vừa rồi. Mở ô chữ. Khoan. Cái gì đó? Khoan lắm. Đừng. Đúng cái câu đó rồi đó. Em biết anh nghĩ cái câu gì ạ? Ôi chui. Đánh liền. Đánh liền hả? Đánh liền à? Chắc không? Chắc không? Ti ti. Mình chơi liều luôn nhá. Khoan, khoan. Vì đánh trước. Ủa là đâu nào hả? Ủa? Cầm lúc lên cầm cái dùi. Mà em đứng em ngắm nghía đó. Là bên kia như một cơn gió. Như rồi. Một cơn gió hay quá anh ơi. Em bằng cách nào em lên mà bên đây không nghe được tiếng động của em thì... Tụi em còn đứng như một cái... Đấy gọi là bí thuật. Đọc nào Oset. Em xin trả lời câu này là cái cò bay là bay la bay từ ruộng lúa bay. Ơ à, từ từ. Từ từ. Từ từ. Em lại. Thôi anh nghĩ tới cái mà đơn giản nhất mà anh nghĩ. Bay từ cửa phủ đến từ. No. Bay từ cửa. Ok làm lại đi. Làm lại 2 3. Cái cò bay là bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Cái cò bay lả bay la bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Chốt chưa? Rồi. Chốt. Chốt. Trời em mạnh miệng quá. Tại vì em không có nói cho nên không có chịu trách nhiệm câu này nhá. Trời ơi. Không sao em ơi, nếu như mà mình thua thì mình cũng tự hào là chúng ta là những người chơi hết mình rồi. Đúng rồi. Hãy tự hào rồi. Đi em. Hãy tự hào đi. Bởi vì em sai rồi đó.